Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính phường xã giai đoạn 2023-2025, thành phố Ninh Bình đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để triển khai công tác rà soát, xây dựng phương án sắp xếp và đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong nhân dân. Ngay từ cuối tháng 8 năm 2023, thành phố đã xây dựng, ban hành các văn bản triển khai, tổ chức thực hiện và thành lập ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp giai đoạn 2023-2030. Thời điểm này, các cấp, các ngành, địa phương đang tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị từ xã, phường đến các thôn, tổ dân phố. Chúng tôi thực hiện theo cái sự chỉ đạo chung về cái đề án sắp xếp đơn vị hành chính của các cấp, trong đó có thành phố Ninh Bình và của 3 phường. Thế thì sẽ tổ chức coi như là thành lập các cái ban chỉ đạo xây dựng đề án, rồi tổ chức họp nhân dân ở các tổ dân phố để lấy ý kiến cử tri, tạo cái sự đồng thuận cao trong các cái thực hiện cái phương án sắp xếp này. Đấy thì theo lộ trình thì là làm từng thời gian thời điểm. Tại các phường xã dự kiến sắp xếp trong giai đoạn này đều đã hoàn thành công tác rà soát quy mô dân số, xây dựng các phương án sắp xếp lại các tổ dân phố, thôn xóm chưa đủ điều kiện theo quy định. Theo cái quy định thì là đối với một tổ dân phố thì là phải đảm bảo được từ 300 đến 500 hộ dân. Nhưng mà đối với phố Thúy Sơn chúng tôi chỉ có 118 hộ thì dứt khoát trong cái vấn đề là ít ra cũng phải hợp nhất từ 2 đến 3 tổ dân phố, thì cái này chúng tôi cũng đã có những cái tính toán và mọi vấn đề và sẵn sàng để thực hiện theo các cái kế hoạch của cấp trên, thực hiện như thế nào chúng tôi sẽ sẵn sàng thực hiện. Việc sắp xếp đơn vị hành chính đang được thành phố thực hiện thận trọng, chặt chẽ qua các bước để vừa đảm bảo quy hoạch của tỉnh, của thành phố và các quy hoạch có liên quan, vừa giúp đổi mới, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố, cũng như việc sẵn sàng thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước trong việc hợp nhất giữa thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư. Quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường để tập trung cải tạo cảnh quan đô thị theo hướng đô thị xanh, hướng tới thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ theo chủ trương của tỉnh ủy Ninh Bình. Theo kế hoạch, thành phố Ninh Bình đang xây dựng đề án chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố giai đoạn 2023-2025 theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, hoàn thành xong trước ngày 15 tháng 2 năm 2024. Công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục được đẩy mạnh để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân.